Nhân viên nổi da gà khi thấy chiếc xe lăn tự đi lúc nửa đêm trong bệnh viện, câu chuyện đằng sau còn ám ảnh hơn. Đội ngũ bác sĩ và y tá của một bệnh viện đã có một phen hú hồn hú vía sau khi được chứng kiến tận mắt một cảnh tượng kinh dị qua camera an ninh của bệnh viện lúc nửa đêm. Ban đầu, một số nhân viên của bệnh viện lấy làm lạ khi một chiếc xe lăn nằm không đúng vị trí ban đầu của nó và đã theo dõi lại camera. Trong đoạn video, chúng ta có thể thấy một chiếc xe lăn trống không đang được đặt ở cạnh chân cầu thang, đột nhiên tự di chuyển ra phía bãi đổ xe mà không hề có bất cứ một tác động nào. Sau đó, chiếc xe lăn tự dừng lại một lúc trước khi tự lùi về phía sau như thể có ai đó điều khiển vậy. Đoạn video khiến tất cả những người chứng kiến hết sức hoảng loạn, bởi đó là một chiếc xe lăn hoàn toàn điều khiển bằng tay, nên chắc chắn không có khả năng nó bị ai đó điều khiển từ xa được.